Rồi, em Lục xin chào anh chị nhà mình ngày mới ha. Nay tiếp tục lên sóng cho anh chị thêm một chiếc xe nữa. Thì em mới về được một con bán tải Isuzu D-Max đời 2016, bản 2 cầu mấy dầu luôn nha. Đấy, chiếc này thì em đang để giá rất là tốt luôn, rất là yêu thương. Đấy, giá chưa dọn luôn là 365. Đấy, và nếu trong cái thời gian đâu đấy là cầm 5 ngày đổ về á, mà chưa thấy anh chị nào đến xem á, thì em sẽ nói chung là dọn dẹp lên và sẽ lên giá là đâu đấy là khoảng 20 triệu nữa. Thì giá hiện tại em đang để là 365 triệu chưa dọn. Đấy, anh chị đến xem xe thì chốt ngay cái giá đấy thì em thấy nó sẽ hợp lý hơn khá là nhiều. Và trong khoảng thời gian đâu đấy là 5 ngày đổ về, nếu mà chưa thấy ai lên á, thì em sẽ kê cái giá dọn thêm vô nữa là thành 385 nha. Đấy, thì nói chung là với cái giá 385 đấy thì em sẽ làm cho anh chị mình một cái xe nó sạch, nó đẹp, nó ok nhất có thể. Còn hoặc là anh chị muốn một con xe gọi là nguyên bản của nhà dân mới về thì mình có thể lấy cái giá là 365 triệu nha. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị nhà mình cùng xem cái con bán tải này nó sẽ có những gì nha. Đấy, thì nhìn sơ qua thì anh chị có thể xem này, nó rất chi là đẹp và nó hầm hố luôn. Đấy, và đối với cái dòng bán tải Isuzu này á, thì cái giá nó sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều so với những cái dòng Forerunner này hay là những chiếc Toyota Hilux đó, rất là nhiều. Và đặc biệt như con xe này em cực kỳ là ưng ý vì nó là dòng hai cầu mấy dầu đó, nhìn nói chung là nhìn rất là đẹp, nó hầm hố luôn. Con này thì gầm bệ này, keo chỉ máy số là còn nguyên zin căng đét cho chị mình bao chất kết thoải mái luôn. Đời 2016 mà cái nắp chằng cò chưa mở con ốc luôn anh chị nha, là anh chị biết cỡ nào. Đối với những cái dòng máy dầu á, thì máy số của nó cực kỳ là bền bỉ, nó không có bị hư hại cũng như là u sửa bảo dưỡng nhiều như là những cái dòng máy xăng. Cho nên là anh chị mua cái dòng máy dầu về á, thì mình cũng đỡ phải lo lắng về cái chi phí bảo dưỡng bảo hành. Đó, chỉ là cái lúc mà mình mua con xe này nó đắt hơn một xíu, là đâu đấy khoảng vài chục so với những cái dòng máy xăng thôi. Đấy, còn lại là nói chung là đổi về được là cái sự chất lượng của xe rất là tốt nha. Đấy, và con này thì nói chung là anh dụ trước anh lên cho mình bốn cái lốp này anh chị không cần phải lo lắng là không đăng kiểm được nha. Đấy, bốn lốp này là đi đăng kiểm đều hết, đấy, không có lo lắng gì hết. Còn rất là sâu nha, anh chị xem này. Đó, đường ren còn rất là dày. Con này thì sơn si đã có dặm cũng như là bánh bát lại khá là nhiều, bởi vì cái dòng này thì nó đi gọi là xước xác, nó không có phải được dự kỹ như những cái dòng xe gọi là sedan đi phố anh chị. Cho nên là cái việc sửa cái sơn mà nó không còn zin nữa là cái chuyện bình thường. Chiếc này thì nó thì anh chủ trước đã lên cho mình một cái khoang đằng sau này, cái cốp sau đó, cho anh chị nhà mình xem này. Rồi, em mở lên cho anh chị xem nha. Đấy, cái cốp này, cái cốp này nếu mà anh chị mua về mà anh chị tự lên á, em nghĩ đâu đấy là cũng rơi vào khoảng độ 8 triệu, khoảng 8 triệu đổ lên nha. Đấy, cái cốp này nè. Và cái cốp này mình cũng đi đăng kiểm được bình thường, không có vấn đề gì hết anh chị nha. Đấy, chỉ có ví dụ mà mình lên cái cốp mà nó vòm luôn cái đầu trên này luôn á, thì mình mới phải gỡ ra để mà đi đăng kiểm thôi. Đấy, còn cái cốp này mình đi đăng kiểm bình thường. Thì nói chung là em review qua cái phần ngoại thất bên ngoài xe cho anh chị nhà mình cùng xem này nè. Đấy, bây giờ em đi xuống cái gầm bệ cho anh chị nhà mình xem cái chiếc này nó như thế nào ha. Đấy, anh chị xem này. Gầm bệ này. Đó, sẽ còn sáng trưng nha, không có bị mục mọt hay là hỏng hóc gì hết. Con này hai cầu. Đấy. Bánh sơ cua còn đầy đủ hết nè. Đấy, anh chị nào đang kiếm cái dòng bán tải mà kiểu mình hay đi du lịch hay là đi những cái đường gồ ghề á, mình lựa chiếc này hay là những cái đường mà nó có cái độ dốc này với gọi là cái địa hình nó không tốt á, thì mình lựa chiếc này của em nó rất chi là hợp lý rồi nha. Mình không có sợ là gọi là nó bị lún bùn này hay là bị ì ạch cái lúc mà mình leo dốc hay gì hết. Con này thì bộ lựa chọn cực kỳ là hợp lý luôn rồi. Con này là xi nhan trên gương đồ đầy đủ hết anh chị nha. Con này là máy móc keo chỉ là còn nguyên zin. Và đối với những cái dòng Isuzu này á, thì nó sẽ không có cái chỉ ngay cái cánh cửa này đâu anh chị nha.
Đấy, nó là một cái giống như là kiểu gọi là họ nẹp cái khung sắt vào thôi. Đó, chỉ có cái đoạn đầu ở dưới, cái đoạn dưới này này mới có chỉ thôi anh chị nha. Đó, cho anh chị xem này. Đó. Nói chung là bốn cửa như một luôn. Đó, nó chỉ có cái, nói chung là nó bị nẹp, nó nẹp ở ngay cái đoạn này chứ nó không có phải chỉ. Chỉ có đoạn đầu dưới này thôi anh chị nha. Đó. Rồi, quay cho anh chị xem cái phần nội thất bên trong xe nha. Nội thất con này là ghế da nguyên zin theo xe hết. Đó, anh chị xem này, còn bóng loáng nha, còn rất là căng. Chỉ có cái ghế ở bên kia là nó hơi bị xuống cấp một xíu thôi, còn lại rất là đẹp luôn. Đấy, vô với cái phần nội thất bên trong xe của một con dòng máy dầu á, thì đối với cái dòng đời 2016 mà bán tải như thế này thì em thấy nó được trang bị cũng rất là nhiều tính năng rồi. Đấy, điều hòa auto này cho anh chị nhà mình xem nha. Đây, giờ em nổ máy cho anh chị nhà mình. Đây, cảm biến rồi các tính năng đều còn hoạt động rất là bình thường. Điều hòa mình đi vô đâu đấy tầm 2 phút hơn một xíu là nó mắc lạnh rồi. Điều hòa auto này lên được cái màn hình giải trí rồi này. Camera hành trình, camera lùi cho mình đầy đủ rồi nha. Trần cũng đã được bọc lại 5D rồi. Rất là sạch đẹp luôn. Đấy, vô lăng cũng được thích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Và ô đô chuẩn con này là chỉ có 127.000 km thôi, chỉ gần 128.000 cây. Đó, cổ xe còn rất chi là đẹp luôn. Và cuối cùng ở trong cái phần xe con này thì em cho anh chị nhà mình xem cái nút chuyển cầu của xe này nha. Bình thường ở những cái đời nó thấp hoặc là ở một số chiếc á thì nó sẽ dùng chuyển cầu là dùng cầu chuyển cầu cơ nha. Còn con này là đã chuyển cầu bằng điện rồi. Đấy, cái này là đang dẫn động cầu sau này, một cầu. Còn mình khi mà mình đẩy lên đây là dẫn động hai cầu, là mình đi cái tốc độ nó nhanh và nó mạnh. Còn qua bên này, còn qua bên cái chỗ Bluetooth 4L này á là mình đang dẫn động hai cầu, nhưng mà mình đi trong một cái địa hình ví dụ là bùn lầy này, gồ ghề này, dốc đó, thì mình dùng cái này đi nó rất là khỏe. Cái này ở là nó đang ở một cái chế độ là đi chậm. Còn khi mà mình qua bên cái chỗ 4H này á là đang chế độ gọi là dẫn động hai cầu tốc độ cao. Đấy, còn qua bên này là dẫn động một cầu, là đi nói chung là mình đi trong cái cung đường bình thường anh chị. Ví dụ mình đi đường phố hay là đi những cái đường trường á, mình đi cái này thì em thấy nó hợp lý, với lại nó tiết kiệm nhiên liệu hơn khá là nhiều. Và đối với cái dòng máy dầu này á thì cái lượng tiêu thụ nhiên liệu thì nó không có nhiều đâu anh chị. Mà máy con này là máy 2.5, nó ngang với cái con Fortuner máy dầu số sàn 2011 bữa em mới bán á. Con này cũng là 2.5 cho nên đi rất là tiết kiệm luôn. Dao động thì chỉ từ 6 đến 8 lít thôi anh chị, là hết cỡ rồi. Đấy, anh chị nào mà đang kiếm cái dòng bán tải mà đi leo đèo, leo núi hay là gì đó thì mình lựa chiếc này rất là hợp lý luôn. Và con này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan luôn anh chị nha, không có phải sản xuất ở Việt Nam. Xe rất là đẹp. Giờ em sẽ mở cho anh chị này nhà mình xem cái khoang máy nha. À, còn một cái nữa, ghế con này là ghế chỉnh điện. Đấy, ghế bên tài là ghế chỉnh điện luôn anh chị nha, rất là hiện đại luôn, đời 2016. Đấy, qua cho anh chị xem cái khoang máy nha. Đây là dòng máy dầu cho nên là nói chung là đối với những cái dòng máy dầu á, thì nó sẽ khá là ồn so với những cái dòng máy xăng. Nhưng mà cái này thì khi mà mình mua về á, mình có thể lót hay là làm thêm một cái lớp cách âm thì em thấy nó sẽ hợp lý hơn khá là nhiều. Đó, có cái hệ thống chống bó cũng phanh ABS cho mình đầy đủ hết rồi anh chị nha. Đó, máy đang nổ nha, máy là nguyên zin, giao chỉ cũng là còn nguyên zin. Đó, mấy cái nút chấm sơn là còn y nguyên hết. Đó, còn rất là đẹp nha. Con ốc vàng còn chưa mở là anh chị biết cỡ nào. Nói chung là cái dòng máy dầu này thì mình không cần phải lo lắng là cái việc gọi là máy số gì, thì cái dòng máy dầu thì nó cực kỳ là bền. Đó, anh chị xem con máy nha. Nói chung chiếc này em mới mua về, em chưa có dọn, chưa làm gì hết á. Giá em đang để là 365 là giá chưa dọn nha. Còn nếu mà anh chị mà muốn dọn cho nó sạch đẹp, nó kinh cương hơn á thì giá sẽ là 385 triệu nha. Đấy, thì nó sẽ nhỉnh hơn đâu đấy là 20. Đấy, anh chị mình có thể cân đối giữa hai giá để mình đưa ra quyết định, nó cũng khá là hợp lý. Và cuối cùng em xin giới thiệu lại với anh chị, đây là con Isuzu D-Max bản LS số sàn 2 cầu máy dầu. Giá em đang để chưa dọn là 365 triệu.
và giá dọn lên rồi là 385 triệu. Đấy, anh chị mình có thể cân đối giữa hai giá. Anh chị nào quan tâm thì cứ inbox ngay với em nhé. Em cảm ơn.